Xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay bên cửa hàng Triều mới vừa về thêm một chiếc Sinona xăng 2019. Đi máy xăng thì nó im hơn anh chị, chạy nó bốc hơn. Và máy xăng là dường như là full option luôn anh chị nha. Đó nè, đèn chiếu sáng full LED luôn. Chiếu xa, chiếu gần, LED ban ngày, LED cản, cảm biến phía trước, biển Sài Gòn. Chất xe thì còn cực kỳ đẹp luôn. Vỏ là dường như khách hàng đã thay cho anh chị luôn rồi nè. Đó, vỏ đã thay hai luôn anh chị nha. Đó, chất xe nè. Dòng này dòng máy xăng nên 100% là gia đình. Anh chị nào mà mua xe mà để chạy gia đình ha, phục vụ chở gia đình đi công việc hay là đi đi đường xa, đường dài hay đi du lịch đó anh chị, lấy mấy chiếc máy xăng này đi là quá là tuyệt vời luôn anh chị. Nó rộng cực kỳ rộng luôn đó anh chị. Nhìn cái nội thất đây không, đây là hàng ghế thứ hai nha, hàng ghế thứ ba nè, đó xếp xuống rồi nè đó, và có nguyên cái không gian cấp độ siêu rộng luôn anh chị. Nè, có cửa sổ trời luôn anh chị nha, phía trước phía sau nè, điều hòa là có ở đây cũng có nè, hàng ghế thứ ba cũng có điều hòa luôn đó. Xe này anh chị mà mua đi gia đình đi du lịch phải nói là tuyệt vời luôn anh chị. Có cảnh báo điểm mù cân bằng điện tử, ga tự động đầy đủ nha, thắng điện tử đầy đủ luôn, có sạc pin không dây luôn, điều hòa ba dùng luôn, siêu mát luôn, màn hình Android luôn vậy nha. Đó, có camera hành trình đầy đủ luôn, chìa khóa thông minh luôn. Xe đi 106.000 cây, chất xe cực kỳ đẹp. Cái xe này cửa hàng Triều đang bán với giá chỉ có 745 triệu thôi anh chị. 745 triệu anh chị lấy cái chiếc Sedona này đi gia đình là quá là tuyệt vời luôn anh chị. Nó rộng, phải nói là rộng cực kỳ rộng luôn. Đó nè, anh chị thấy không? Ngồi cực kỳ thoải mái luôn nha. Cửa lùa điện nè, cốp điện nè. Và xe này chạy hơn 100.000 cây, khách hàng đã thay cho anh chị 4 cái vỏ mới luôn rồi nè. Đỡ được tiền thay vỏ nữa. Đó, dòng máy xăng là 100% gia đình, anh chị cứ yên tâm nha. Nè, biển số là một chủ từ đầu luôn nè anh chị. Đó, Platinum G. Dường như máy xăng là bản full rồi, anh chị cứ yên tâm nha. Nó đầy đủ công nghệ hết luôn rồi. Nè, một cái cốp đồ phải nói là siêu rộng luôn anh chị. Đó, cái này anh để anh chị để được khoảng tầm 3-4 vali thoải mái luôn nha. Tha hồ đi du lịch đi chơi dài luôn, dài hạn luôn. Đó, chất xe còn quá đẹp luôn, nước sơn liền lạc nha. Sedona xăng có cảnh báo điểm mù đầy đủ anh chị nè. Đó, cảnh báo điểm mù đầy đủ. Hàng ghế nè. Như anh chị thấy không, những cái dòng xe gia đình đó, nên cái ghế da còn đẹp lắm nè. Mấy cái này là gia đình rồi, không có kinh doanh nhiều, nó không có ngồi nhiều. Nên cái chất xe mà cái dàn nội thất còn đẹp anh chị thấy không nè, quá đẹp. Lên sẵn màn hình Android cho anh chị luôn rồi nữa không, sạc pin không dây nè, điều hòa ba dùng nè, thắng điện tử nè, đó đầy đủ hết, có camera hành trình cắm lùi đầy đủ hết luôn. Đây ghế da anh chị thấy không, đó ghế da còn đẹp lắm. Dòng gia đình, người ta mua người ta chạy gia đình, không có kinh doanh anh chị, máy xăng mà đâu có kinh doanh đâu. Đó, anh chị bây giờ mà sở hữu cái xe này đi mua xe chạy gia đình là quá là tuyệt vời luôn. Đó, đèn chiếu sáng là full LED luôn anh chị nha, mà giá chỉ có 745 triệu thôi anh chị, quá là hợp lý anh chị nè. Đó, động cơ V6 luôn là siêu mạnh luôn anh chị, chạy phải nói là cực kỳ bốc luôn nha, cực kỳ đã luôn. Đây máy móc nè, nó vẫn còn rất là mới anh chị, vẫn còn rất là mới ha. Nè, ốc cabo nè, thì bên cửa hàng Triều mua bán nha, cửa hàng Triều có cam kết và đảm bảo cho anh chị, chẳng hạn như là cam kết là động cơ nguyên zin nè, đó khung xương nguyên bản nè, keo chỉ nguyên zin, và cam kết với anh chị luôn. Thêm một điều nữa là cam kết chuẩn luôn cả số km luôn nha. Cam kết từ cửa hàng luôn là không tô đồng hồ nha, tô đồng hồ tặng xe cho anh chị luôn, và mua bán cũng bao anh chị đi test hãng luôn. Rồi cái chiếc Sedona này bên cửa hàng Triều đang bán với giá là 745 triệu thôi, quá là hợp lý. Và cái giá này Triều vẫn còn bớt cho anh chị nha, anh chị mà có quan tâm, anh chị có thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với Triều đến coi xe này, Triều bớt thêm cho anh chị luôn.